Vậy đâu có gì đâu khùng điên. Trời em ơi, cái người đàn ông áo xanh ngồi kế bên em khùng gấp trăm lần. Trời ơi, làm gì? Làm mà còn không xác định được hành động đó là gì. Mình còn xác định được là mình tung cát, mình này kia nọ, còn đây là không xác định được luôn. Làm nhiều khi anh mắc cỡ trước biển luôn đó. Thực tế là trong 5 mối tình thì em có tới 4 mối tình em bị cắm sừng rồi. Trời ơi, thấy thương không? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Trời ơi, công chúa. Hai bên có mặt rồi nha. Bây giờ chúng ta nói to lên qua cái hàng rào để mình cảm nhận giọng nói của nhau để hồi mình gặp nhau nha. Mời em trai. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ừ. Xin chào người xem đài. Em xin tự giới thiệu là em họ và tên là Nguyễn Nhật Tân. Nhà em thì ở ngay tại Quy Nhơn. Em đang sinh sống và làm việc ở ngay tại Bình Dương, Sài Gòn. Tân làm gì Tân? Dạ, hiện nay là em đang phụ quản gia đình và làm việc tự do. Bán gì Tân? Bán em mở hệ thống thịt dê. Và lẩu dê hả? Dạ, lẩu dê. Cách nào ship là phim trường cái lẩu được không? Rồi có một quán lẩu nướng ở ngay tại Bình Dương nữa. Trời, tuốt Bình Dương luôn hả cưng? Dạ. Nghe lẩu là thấy được rồi đó. Nhưng mà ở Bình Dương lận ta Linh ơi. Kệ. Ở thị xã Bến Cát. Mình nói coi mấy nhỏ nó có ship cái lẩu nào không? Thôi để coi bên đây ta có buôn bán gì không, ta nhờ bên đây ship. Rồi mình giới thiệu coi có buôn bán gì đồ ăn đồ không. Dạ em chờ chị Hồng Vân và em chào anh Nguyên Linh. Em tên là Võ Thị Thúy Tiên, sinh năm 92, quê ở Quảng Nam và hiện nay em đang ở Gò Vấp. Công việc của em là nhân viên xe bất động sản và em là một coxer có fly ở Hồ Chí Minh này. À, hèn gì hèn gì. Hôm nay coi như là chính thức lên đây là ngoài cái hẹn hò ra là cưới luôn đó. Không có chờ đợi cũng không có gì hết trơn á, khẳng định luôn, đóng dấu luôn nè. Rồi, để hồi tôi qua tôi kiểm tra đàn gái thế nào. Ừ. Bây giờ đàn gái cho đàn trai biết một chút ưu điểm, khuyết điểm đi. Em rất hòa đồng, thân thiện, cá tính, thích nhảy, thích đọc rap. Đọc rap hả? Dạ. Em chút xíu đọc rap thử nha. Dạ. Gặp mở rào cái là mình rap liền luôn nha. Dạ. Em biết làm nail, make up. Rồi, nói chung là những cái gì về làm đẹp, về thẩm mỹ em rất có năng khiếu đúng không? Dạ. Có điểm yếu gì không? Dạ có. Điểm... mau quên ạ. Mau quên. Dạ. Như vậy là mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ không nhớ nổi. Không nhớ nổi luôn. Trời đất ơi. Bây giờ nói cái nhớ cái mối tình gần đây nhất đi. Dạ em mới vừa ly hôn. À em ly hôn là được mấy năm rồi? Dạ được một năm. Được một năm. Em đã có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa có hả? Em lý do ly hôn mấy năm mà ly dị em? Dạ lấy từ 2016. Tại do là chồng đánh rồi. Em ồ. Cái kiểu như ở chung rồi dùng tiền bạc á. Ừ. Cá hay gây gỗ á, đánh nhau coi thường. Cái em không chịu nổi nữa. Trong 2 năm không chịu nổi nữa cái em đi hôn. Rồi coi như là không chịu được bạo hành đúng không? Dạ. Trời, thế tội nghiệp không? Bạo hành, bạo lực gia đình cũng là một cái điều mà cần phải lên án ha. Ừ. Rồi em trai, em có điểm mạnh điểm yếu gì nói cho bạn gái bên kia nghe. Dạ thưa mọi người thì điểm mạnh của em thì cũng không có gì, chỉ có là hòa đồng, hoạt bát, năng nổ với thích nghi được với môi trường. Em có thể hát được. Hát được luôn. Hát dở người ta nghe được hay không thì đó là bên khán giả. Ừ. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà ăn được hay không cũng nhờ người ăn. Ừ. Với nữa là em thích làm từ thiện. Có tật xấu gì không? Em thì hay bị stress cho nên là cũng hay nóng tính. Nhưng mà là nóng tính của em nó không phải là vũ lực. Em chỉ có cái là hay nóng tính rồi bỏ đi ra ngoài thôi. Nóng là bỏ, nóng lắm là bỏ ra ngoài đúng không? Dạ. Ừ, là... được chứ không có bạo lực ha. Hoặc là đi ra ngoài biển ngồi khùng khùng điên điên của mình thôi. Khùng khùng là sao? Ra biển làm gì vậy? Chà cưng. Dạ. Kiểu như là mình làm những cái hành động mà mình thấy tự mình thấy mình khùng đó. Giống như là mình gào lên đó. Mình gào lên hay là mình lấy đá mình chọi ra biển hay là mình lấy cát mình bung lên, ví dụ vậy đúng làm không? Làm vậy biển nó cười mất cỡ. Để mình xả được cái bực tức của mình đúng không? Dạ. Vậy đâu có gì đâu khùng điên. Trời em ơi, cái người đàn ông áo xanh ngồi kế bên em khùng gấp trăm lần. Trời ơi, làm gì? Làm mà còn không xác định được hành động đó là gì. Mình còn xác định được là mình tung cát, mình này kia nọ, còn đây là không xác định được luôn. Làm nhiều khi anh mắc cỡ trước biển luôn đó. Thôi nói vậy thì bỏ qua đi, khó quá bỏ qua đi. Bây giờ nè, em có mấy mối tình rồi? Có 5 mối tình chính thức. Trời ơi, bên kia không nhớ nổi, bên đây có 5 mối tình chính thức. Ừ, thì người ta cũng đâu có phải vậy, ta mới ấy được, mới kinh nghiệm rồi mới tương đồng được chứ. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dạ, mối tình dài nhất là 2 năm.
Ngắn nhất là bao lâu? Ngắn nhất là 6 tháng. Em thấy mình thiếu sót những gì trong những mối tình như vậy? Thực tế là trong 5 mối tình thì em có tới 4 mối tình em bị cấm sừng rồi. Trời ơi, thấy thương không? Mối tình gần đây là mối tình thứ 5. Là em chỉ tình cờ em biết người ta cấm sừng em thôi. Có nghĩa rằng là người ta cũng cũng thăm em, cũng đi tới thăm em, xong người ta đi Đà Nẵng. Người ta là giáo viên dạy múa. Đồng thời thì ngày hôm đó em lại rảnh, em lướt Facebook rồi em vào cái chỗ trang like cá nhân của người ta. Thì em thấy cái người đó, cái người bạn trai đó để hình nền. Và khi mà người ta để hình nền của hai bạn xong thì em nhắn tin. Em nhắn tin cho bạn đó thì bạn đó cũng không biết là bạn gái kia đã có bồ. Nên là em nhắn tin cho bạn gái, rồi bạn gái không trả lời. Thì thôi, em cũng tự im lặng thôi. Coi như mình im lặng lặng mình chia tay. Kinh doanh sừng đó ha. Dạ. Thì em sừng quá nhiều. Công nhận em sừng nhiều. Em có ngại gì bạn gái bên kia đã có một lần lỡ chuyến đò không? Em thấy rằng là mình nên thương người ta hơn. Tại vì người ta đã bị tổn thương một lần rồi. Được, rộng lượng, tốt. Thôi bỏ qua những chuyện đã qua, bây giờ mình làm thì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Đúng. Thà là bôi hết, ta làm lại từ đầu. Đó. Rồi bây giờ cái từ đầu của em nè, em cho một cái mẫu hình cái người bạn gái mà em đang muốn tìm. Em thích người bạn gái của mình thì phải có cá tính mạnh mẽ. Tại vì đôi lúc con trai cũng không thể nào mạnh mẽ được. Đôi lúc cũng cần cái sự chia sẻ. Đúng rồi. Con trai đôi khi nó cũng yếu đuối lắm. Và tuyệt đối thì em cũng mong bạn nữ là đừng nói chuyện với người yêu mà giống như là võ sĩ nói chuyện bao cát. Mà em có thích những cô gái mà có một cái sở thích về cosplay không? Em thích mà. Tại vì những người đó em cũng coi nhiều mà. Vậy được. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái sao mà Trường Quân chỉ nói cái gì mà cá tính gì để coi. Đây giờ dạ thôi tôi mời anh đó rồi. Trời. Nãy đi xe máy tới phương trường đây đó hả? Dạ. Trời ơi. Hấp dẫn nha. Nhìn thấy ấn tượng đó. Em gái, em hay mặc cái bộ đồ thế này lắm à? Dạ đúng rồi, em hay mặc đi diễn mấy sự kiện văn hóa Việt Nhật. Sự kiện văn hóa này kia ha. Dạ, sự kiện văn hóa Việt Nhật. Ừ. Có nào mặc đồ đi chơi không? Dạ cũng có. Cũng có luôn hả? Nhiều lúc ví dụ như là em đi diễn xong á, ví dụ mấy bạn đổ đi ăn thì em cũng vẫn mặc đồ như thế này đi. Cô nào mặc đồ đi ăn lẩu dê ngon à. Đây là nhân vật Sakura trong Thủ lĩnh Thế Bài. À đó. Để nhìn thấy ra nhân vật rồi. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Kiểu đó là bạn nó không tính toán, không gia trưởng, bảo vệ được em được. Để có thể bảo vệ được em. Được, bạn này bảo vệ được, thấy tướng to lắm. Nói cái người thân rồi, cho trẻ gặp nhau đi. Em đi với hai bạn của em. Dạ, em là bạn của Thủy Tiên đây. Dạ, thì em nhận xét anh thì anh đặc điểm nói chung là chuẩn. Dạ, về Tiên thì em thấy cái gu anh là xác định là dính rồi đấy. Dạ. Còn em chỉ có một nhận xét thôi, anh có từng dùng những lời mực ngọt với những cô gái khác không? Em không phải là người ngôn tình anh. Dạ. Có người em thì con cái được là em nói được làm được. Em thích thể hiện hành động nhiều hơn. Dạ, em xin hết. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, hiện nay là em đi với anh hai em, với anh thầy em. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh Tốt Bộ và rồi chị em. Hồng Vân, đối với em là chị Hồng Vân luôn luôn là một người rất là dễ mến và dễ thương trong lòng của em. Cảm ơn cưng. Tân biết anh không nói nhiều rồi. Đâm ra của Tân cứ nhắm cái nút vào đâu thì bấm mạnh và chắc cái nút đó cho anh là được. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hay, ngắn gọn. Rồi. Cứ nhắm cái nút mà bấm thôi. Được rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bấm cho trúng. Đúng rồi. Mở rào. Hết hồn chưa? Cô dâu chim bồ câu á. Sakura đó. Rồi, đứng lên nhận quà dạ. Cưng. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn. Em cũng có. Em mở lên đi coi biết. Mình nghe đầu tiên gặp mặt. Ừ. Mà cái này mình mua hay là mình tự làm? Dạ, cái đây là đặt mua theo ý tưởng. Bánh rau câu á, Linh ơi. Ừ. Được á. Em cũng có món quà nhỏ nha. Tại cũng có nghĩa là liên quan tới cái code của live game.
Ồ. Cái gì vậy cưng? Dạ móc khóa. À móc khóa, tại sao lại tặng người ta móc khóa vậy? Giống như là em giống như đi liền với anh vậy đó. Nhưng mà móc khóa là giống như anh đi xe thì lúc nào cũng có, giống như là em đi bên cạnh vậy đó. Lúc nào cũng móc em vô với người. Với lại em là cái này có hình có tương lai của em, có liên quan tới đam mê của em nữa. Anh cảm ơn. Bạn gái biểu diễn đọc rap cho bạn trai nghe. Rồi, nhìn nhau mà biểu diễn nha. Không gian này của hai bạn đó, bắt đầu. Anh có yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có bao giờ thêm mạng trên chùa cầu duyên không? Anh có mơ viết màu từ âm tiên không? Anh có bao giờ mừng thiên nhấn mà đọc rung vậy trời? Sao rung vậy? Dấu hiệu của sự tình cảm đó nghe. Em nói vậy nên khó nói. Bạn trai hát đi. Anh tặng em một bài hát. Bài hát này thì kiểu như là chắc cũng là thay lời anh muốn nói với em luôn. Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn mãi yêu em. Dẫu ở bên cạnh em bao nhiêu chàng trai hơn anh, anh chẳng sợ gì đâu vì anh to bằng cả thế giới này. Nơi đó chỉ dành riêng cho em. Anh yêu em. Rồi, thôi trở về ghế đi. Rồi. Hai bên cũng đàn rối dữ lắm rồi. Câu cuối cùng là câu chốt hạ đó, anh yêu em đó, hiểu không? Lần đầu tiên anh gặp, anh chỉ coi cái đó ở trên YouTube thôi. Nhưng mà lần đầu tiên anh thấy bằng xương bằng thịt. Em có biết ý nghĩa của cái bánh anh tặng cho em là gì không? Tại vì cái đó là anh đặt làm cho nên là có ý nghĩa hết. Rồi. Ý nghĩa là gì ạ? Bánh anh làm thì không phải là gato. Chất liệu thì không phải gato cho nên là ăn sẽ không ngán. Ngoài ra thì bánh thì nó sẽ rất là ngọt. Anh muốn rằng là cái tình chuyện tình cảm của mình đó, cho dù anh với em ở xa đi chăng nữa thì vẫn có thể tạo điều kiện dành cho nhau. Cái thứ hai nữa là anh muốn tình cảm của mình nó ngọt như thế. Hay đó, bạn gái cảm nhận thế nào khi bạn trai nói thế? Dạ, ý nghĩa hay. Và em thấy cũng rung động. Rung động khi nghe cái món quà anh nói. Coi như là tự nhiên á, nãy tự tin lắm nha, bản lĩnh lắm nha. Mở rào ra một cái là đớ luôn đó. Là đó, nói thì thủ thỉ, nói không ai nghe được luôn. Anh về trong một nhà, em với mẹ anh á, có chút gây nhau á. Mà trong lúc đó là anh đứng chính giữa, thì anh sẽ làm như thế nào? Mẹ anh thì mỗi lần mà mẹ anh cấu gắt cái gì là mẹ anh la mắng anh giống như là rapper đọc rap như em vậy đó. Thế nhưng mà có một cái rằng là mẹ vẫn thương con, và mẹ anh cũng đã trải qua cái vấn đề như em nói rồi, cho nên là mẹ anh sẽ không có áp dụng đó với em đâu. Anh hứa chắc chắn như vậy, tại vì bây giờ mẹ anh đang còn con dâu rồi. Mẹ đang cần rồi đúng không? Đúng rồi. Anh của em là có gia đình chưa? Dạ anh chưa luôn ạ. Chưa luôn, thành ra là giờ mẹ đang rất cần con dâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hẹn hò thế nào? Hai bạn bàn với nhau. Hiện giờ là anh cũng đang có một cái công việc là anh đang làm xuất nhập khẩu ở cảng, và hiện giờ anh đang học việc để nắm được quy trình ở đó. Thì với lại rằng là anh cũng đang học bằng lái xe B2 nữa. Cho nên là cái khoảng thời gian mà anh dành cho em thì có thể rằng là nó sẽ không được thường xuyên. Em vẫn có thể rằng là em chắc anh cũng được, em chắc bằng video call, hay là em có thể rằng là em gọi điện cho anh. Hàng ngày vẫn gọi điện cho anh bình thường nha. Tại vì có khi anh sẽ không ở gần em được, thì anh cũng mong muốn là mình có một cái gì đó để làm cầu nối với nhau. Im lặng là coi như tan vỡ. Anh không muốn điều đó. Em cứ kiểm tra anh hàng tuần cũng được, còn không thì anh nhắn tin báo cáo cho em. Còn em có đi chơi ở đâu á, hoặc là như thế nào đó thì nhắn tin cho anh cái, để anh đỡ lo thôi. Nhưng mà em không làm dâu được không? Em không làm dâu là mình khỏi cưới hả? Không phải là không về ở chung một nhà với mẹ đâu ấy. Không về chung một nhà có nghĩa là mình ra ở riêng? Đúng. Được. Nếu mà hai đứa đã tự có nguồn kinh tế cá nhân rồi thì anh nói chuyện đó bình thường. Nếu như bây giờ về chung một nhà thì kinh tế ai quản lý? Thì là tiền bạc là vợ giữ là điều đúng đắn rồi, nhưng mà vợ phải biết tiết kiệm. Chứ vợ mà tiêu xài hoang phí thì hai đứa ra ăn mày hết. Có là đam mê cốt thôi chứ không có sắm áo quần gì nhiều đâu. Đi cốt thôi. Cốt là hơn sắm đồ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bộ ghiền. Đam mê hả? Dạ đam mê của em. Hai bạn cũng trao đổi nhiều rồi.
Bây giờ mình tiến tới mình nói một câu nào đó tận đáy lòng của mình, suy nghĩ về người đối diện. Mình muốn nói gì nói, nói từ trái tim của mình. Nhìn bạn gái nói. Anh tự nhận biết anh không phải con người hoàn hảo, một người bạn trai lý tưởng đối với em. Nhưng mà anh sẽ có cách để khiến biến cuộc sống của em trở thành cuộc sống lý tưởng. Em là một người đam mê có, nên là cái ví dụ mà tìm bạn như vậy á, mà anh kêu em tiết kiệm cũng quá cũng không được. Vậy anh có chấp nhận được không? Đam mê của em thì em vẫn làm, đam mê của em thì em cứ giữ. Miễn sao là em có thể là em nghĩ đến cái bước đường dài và tương lai sau này. Sau này nếu mà mình còn có gia đình này nọ nữa, rồi mình còn phải chăm sóc cho ba mẹ của mình nữa ha? Thì nếu mà em đã kiểu như là em cân bằng được tất cả mọi thứ đó rồi thì ai cản em làm gì đâu. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng lòng mình lại. Đây là câu chuyện không phải là đùa nữa, mà bấm nút là hẹn hò với nhau, là cho nhau một cơ hội. Nếu thật sự trái tim mình chưa rung động, mình chưa muốn, mình không cần bấm. Để nút bấm đó cho rất nhiều người đang theo dõi truyền hình họ bấm. Chúng ta quay mặt về phía trước và đưa đến quyết định cuối cùng. Sau 3 tiếng đếm, 1, 2, 3. Hết thời gian. Bạn gái không có bấm. Lý do tại sao em gái không bấm? Khi mà chàng trai đã thổ lộ hết tất cả mọi thứ, niềm đam mê em cứ giữ, tất cả những sở thích của mình cứ giữ. Quan trọng là chúng ta cùng nhau để tiến xa hơn trên đường hạnh phúc thôi. Thì em cũng chưa thấy rung động gì bạn ấy. Chưa thấy rung động. Thì em cũng kỹ mà bắt đầu từ bên tình bạn để tìm hiểu. Đúng rồi, chưa thấy rung động thì không cần bấm đâu. Dạ. Chúng ta tôn trọng những ý kiến đó. Bởi vì chúng ta chưa rung động, ta bấm á, ta vô tình để người khác hiểu lầm. Ha. Một chàng trai cũng rất là thông minh, rất là năng động, mà nói chuyện cũng rất là hay ha, bản lĩnh đó. Thôi thì chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Chúc hai đứa sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình, một nửa bánh ghép của mình ở bất kỳ nơi nào. Có một điều ở bạn trai tôi cảm nhận là bạn rất là tế nhị. Mình hãy giữ tất cả những kỷ niệm này để nghĩ về nó. Nhớ đã một lần chúng ta gặp một người bạn rất thân quen ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thôi, mời anh trai giới thiệu về mình đi. Dạ, chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, bạn nữ bên kia và mọi người trong trường quay ạ. Con tên là Giang Thịnh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Đến từ Long An. Và công hiện tại con là nhân viên kế toán. Long An ở huyện nào Thịnh? Dạ, Thịnh. Con ở huyện Cần Đước ạ. Huyện Cần Đước. Rồi, dạ. Bây giờ mình giới thiệu về mình nào. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào hai bên gia đình và chào anh bên kia. Con tên là Lê Hồ Thảo Trang, con sinh năm 96, hôm nay con 24 tuổi và con đến từ Vĩnh Long. Vĩnh Long, con đang làm gì? Dạ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiếng Anh và hiện tại con chỉ đang là gia sư tiếng Anh ở Cần Thơ thôi ạ. Con là gia sư tiếng Anh, con đang làm việc ở Cần Thơ luôn. Dạ. Thôi, điểm mạnh điểm yếu của Thịnh là gì? Đó, điểm mạnh của con là luôn quan tâm và biết tôn trọng người xung quanh, không thích uống rượu hay là hút thuốc và thích làm từ thiện. Nếu con là ăn mặc thì khá là lộn xộn, tại vì bình thường thì con chỉ cần thoải mái và sạch sẽ là con bận được hết, nên con không quan tâm bề ngoài cho lắm. Thôi đơn giản gì cũng được rồi. Vậy bên đây mình là điểm mạnh của con là gì? Dạ, điểm mạnh của con là con mọi người nhận xét con là hiền và ngoan, biết nghe lời, biết cách cư xử với người lớn. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh của con là con không có một ngoại hình ưa nhìn. Đâu, con lại... dễ thương mà con nói gì vậy? Lại... Nó là sai đó nha. Con nói câu đó là sai đó. Ngoại hình của con rất là ưa nhìn luôn. Con không đẹp nhưng mà con rất ưa nhìn đó. Như lại con không thích và con cũng không biết chăm chút cho ngoại hình của mình. Có nghĩa là dưỡng da hay là kem phấn hay gì đó thì con cũng không có. À, con chưa biết đúng không? Dạ, con cũng không thích luôn. Da con đang rất là đẹp, con không cần phải dưỡng gì hết. Ha. Vậy là hai bạn này cùng chung một cái, tức là không chăm sóc cho bản thân của mình. Có sao mặc vậy đơn giản, giống như chú thôi. Có gì mặc đó. Trời cho sao hưởng vậy đó. Ừ, vậy đi. Mình đâu cần, nó quan trọng là tấm lòng, quan trọng là đạo đức của mình thôi. Còn quần áo không quan trọng. Ha. Lại, con thấy như vậy cũng tiết kiệm. Bạn bên đây nói vậy là để như vậy là tiết kiệm. Tiết kiệm. Có nghĩa là tài chính của con bây giờ con làm tiền thì nó cũng không có
không có nhiều lắm. Cho nên là con nghĩ là một người ta nói là một đồng tiết kiệm bằng một đồng kiếm được. Dạ. Chào chú Linh đi con. Con chào chú Linh. Thấy nó ưa nhìn ghê không? Ưa nhìn. Rất là ưa nhìn. Nó đơn giản áo dài được rồi. Cần gì phải xe xuống chi? Rất là có duyên luôn á. Cái này mà chút son phấn lên nữa là ngon lành luôn. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, tình trường của con thì ngắn gọn lắm, là con chưa trải qua mối tình nào. Trời, ngắn gọn quá. Ngắn gọn lắm, chưa có gì hết. Tại sao? Tại con không rung động trước ai hay sao? Dạ, chứ con nghĩ là có hai lý do để con chưa có mối tình nào á. Lý do thứ nhất là con không phải là một người cá tính, với lại con cũng không có một hòa chăm chút cho vẻ ngoài nhiều, cho nên là khi xuất hiện á thì không có gây ấn tượng được với bạn nam nào. Cái lý do thứ hai á là con nghĩ là chắc kiếp trước có con sống tốt lắm, con không có mắc nợ ai á, cho nên là kiếp này á không có ai tới để đòi nợ con. Con không có duyên có nợ với ai cho nên con ế luôn. Trời ơi, nghĩ đơn giản là thì... con nghĩ là con thuộc con tự nghĩ con là thuộc lý do thứ hai. À, con tự nghĩ con là lý con do nghĩ thứ là hai. Kiếp trước con sống tốt. Nhưng mà khi mà con đặt chân lên đây là con bị dính duyên dính nợ rồi đó, là bắt đầu có người đến đòi nợ con rồi đó. Con đừng có nghĩ là mình không có ấn tượng ai đâu. Thật sự có những cái chàng trai cũng sẽ để ý đó. Tôi mà làm trai tôi để ý mấy này rất đó. Có duyên nha, con có duyên lắm luôn á. Con tự ti mình như vậy thì nở người ta còn có chí phèo mà đâu mà phải tự ti. Bạn trai, dạ có mấy mối tình thì nói cho đàn gái coi. Con cũng ngắn gọn hơn rồi, cũng chưa từng yêu ai. Trời ơi, chưa luôn hả? Chưa luôn. Trời ơi, ngắn gọn hơn coi, luôn coi. Chưa ơi. Luôn chưa có mối tình nào luôn. Dạ. Rồi bên đây người ta cũng chưa có luôn, hai đứa tự mày mò đó. Lý do là sao vậy Tịnh? Dạ, nó hoàn cảnh con cũng hơi bi đát chút. Ôi. Sao? Sao bi đát sao? Lúc mà con lên đại học á, cái ngành học của con thì nó cũng hơi tinh. Cái môi trường nó thì cái khóa con là 600 học viên, là như là chừng 6 tới 10 nữ à. Chứ lại là 1 chọi 60 con chọi không lại rồi. Chọi không lại đúng không? Trời ừ. Bi đát thiệt. Trời ơi, bi đát thiệt, 1 chọi 60. Con làm xong qua một mình tính xong gian thì con được đi nghĩa vụ nữa là không có con nữ luôn. Đó là tới giờ là con mới xuất ngũ, năm nay là con về làm đình. À dạ. Mới xuất ngũ luôn hả? Dạ. Trời ơi vậy đúng đó hả? Đúng là số phận nó bi đát thiệt. Nhưng mà nói nghe nè, hai đứa làm như là đúng là bữa nay lên đây là có duyên có nợ nha. Cái đó là cô thấy luôn đó. Tại vì con cũng là duyên ngầm nha, con cũng dí dỏm dữ lắm. Bạn bên đây cũng vậy nè, hai đứa đều ưa nhìn. Nhìn một cái là không có thấy đẹp liền, lồng lộn liền. Nhưng mà nói chuyện một hồi là cực kỳ có duyên đúng luôn rồi. Thực sự mà nói là như vậy, rất dễ thương. Bây giờ con nói cho cô Hồng Vân biết, bây giờ con muốn có một người yêu như thế nào nào? Dạ, cũng muốn có một người yêu nhỏ nhắn, dễ thương rồi dịu dàng là được. Có luôn. Có hết luôn. Ừ. Những gì con ước là có, bây giờ cô cho con ước thêm nữa. Ước thêm nữa cô. Ừ, giờ muốn thêm gì nữa nè? Con không biết. Nó đơn giản lắm. Dạ. Thôi vậy được rồi đó. Rồi. Được ha, rồi để được hỏi rồi. Bên đây. Hỏi con, bên kia muốn sao? Sao? Giờ con muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, về ngoại hình á thì con không có yêu cầu về ngoại hình, con chỉ cần là cao từ 1m60 đi 75 là được. Con mét nhiêu? Dạ con 1m72 ạ. À. Rồi đó. Còn gương mặt á thì con không cần đẹp trai, mà con chỉ cần là cái gương mặt nhìn vô mình thấy thích á, thấy hài hước á, giống như là người ta là nam chính, nữ chính đi tìm nam chính, còn con là nữ hề đi tìm nam hề. Nữ hề đi tìm nam hề đó, bởi vì cô thích con là vậy đó. Rồi bạn Thịnh này đi với ai Thịnh? Dạ đi với đại gia đình đúng không ạ? Đại gia đình hả? Gồm ai với ai? Dạ bà, mợ, dì, chị gái, gái. Bà gì? Bà, đây là bà ngoại. Bà ngoại. À. Rồi đây là ai đây? Cậu, trai. Cậu. Chị gái hả? Trời chị gái đẹp quá vậy. Mời gia đình đại diện ai nói một chút cái cảm xúc cho ngày hôm nay. Kính chào chị. Để giờ, cô để micro sát sát chút. Anh Quyền Linh. Dạ kính chào bên nhà gái. Kính chào quý khán giả. Dạ. Cháu Quốc Thịnh đó thì đạo đức rất tốt, tốt lắm. Cháu nói những gì là đúng sự thật hết. Yeah. Dạ. Thì cháu bên đây thì sao ạ? Cháu bên Thảo Trang thì xung quanh à, tốt quá. Quá có duyên. Quá có duyên, quá tốt. Dạ. À, rất mừng, mình mừng dữ lắm luôn. Mừng quá luôn. Mừng quá. Rồi giờ bây giờ á, bà ngoại nhắn nhủ cái gì với Thịnh với hai bé này Quốc đi. Thịnh với Thảo Trang là có duyên. Bấm nút. Rồi, rồi. Con đi với ai? Dạ con, hôm nay con đến đây với ba và mẹ của con. Trời ơi, ba mẹ luôn hả? Rồi cũng đại gia đình luôn. Mời ba hoặc mẹ. Chào chương trình, chào hai MC là anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và chào là khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của là cháu là Thảo Trang. Thì đối với là Thảo Trang thì rất là hiền và rất là hiếu thảo. Mẹ thấy bạn trai bên đây thì hiền, thấy cũng dễ thương. Hay là đứa gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên.
nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau, nếu được hợp ý với nhau thì tiến xa hơn. Hy vọng con gái là tự tin lên. Cho ba nói vài câu nè. Ba cảm sao? Nhận về bạn Thịnh bên đây sao ba? Cha cũng cảm nhận bà Thịnh bên này thấy cũng rất là dễ mến đó con. Với cái nữa là cha thấy đã hoàn thành cái nghĩa vụ đối với thanh niên, đó là điều hết sức là tốt. Hết sức là tốt. Cha cũng xin trao quyền là con, từ con, con. Thôi cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Càng càng gái. Thôi bây giờ mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi Thịnh. Dạ. Mai anh xin em chậu tiền đá từ tay anh chồng. Dạ. Em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng có món quà. Nhưng mà sao anh lại tặng cái này cho em vậy hả? Tiền đá của anh thì nó có ý nghĩa là tượng trưng cho tình yêu bền vững. Anh hy vọng là tình yêu của mình cũng bền vững. Dạ em cảm ơn. Hôm nay em cũng có món quà tặng cho anh làm kỷ niệm, đó là một chiếc cà vạt. Nó cũng cùng màu với cái áo của anh đang mặc. Dạ. Có thể đeo luôn. Dạ, cảm ơn. Đeo luôn con. Cố lên, cố lên. Trời ơi, đẹp quá. Cắt luôn rồi đó. Ơi, cùng màu luôn. Xiết hết ga luôn. Dài quá. Quá hợp luôn á mọi người ơi, mọi người ơi. Con này là gì? Dạ, đây là một bài thơ của con tự làm này, con ghi lại tại con sợ con run quá con quên á. Rồi con đọc luôn đi, con đọc tặng anh luôn đi. Ngồi xuống đi, em sẽ đọc cho anh nghe. Để quà đó đứng nghe bạn gái đọc. Em anh hai người xa lạ, gặp nhau là đã một cái duyên. Anh đi tìm vợ ngoan hiền, em tìm bến đỗ bình yên cho mình. Em không cần lời ngôn tình tiểu thuyết, em cũng chẳng cần những món quà đặc biệt từ anh. Chỉ cần một đôi tim chân thành, dìu dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Dù sau này vinh quang, đắng cay hay tủi nhục, vẫn ở bên nhau trọn vẹn nghĩa tình này. Dù cuộc đời có trăm đắng nghìn cay, nguyện nắm tay vượt qua tất cả. Cảm ơn ekip chương trình với bao nhiêu vất vả đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp mặt hôm nay. Cảm ơn ông Mối, bà Mai. Cảm ơn đội ngũ của đài HTV. Nếu như anh thấy không chê, anh ơi bấm nút cùng về với em. Trời ơi, cứng chưa? Cảm nhận bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà em là phụ nữ, anh nào thu đổ rồi. Tự động mến luôn rồi, không còn biết cảm nhận gì nữa. Hát bài tặng bạn nữ đi. Em ơi sang nhà anh chơi, ba má anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu. Vậy thì hay qua nhà anh đi, mình chuyện trò đôi khi. Biết đâu sau này mình sẽ về với nhau. Em ơi đây chờ làm chi, chắc có lẽ anh đã yêu rồi. Sẽ chẳng bao giờ đôi thay, để khiến em muộn phiền. Vậy thì hãy sang nhà anh chơi. Thế trời gì em ơi, biết đâu sau này mình sẽ về với nhau, về chung một nhà. Bây giờ chú mới hiểu tại sao con thua 60 thằng kia rồi đó. Con này ráng cho con nha, nó còn mình con chiến đấu đó, không có thua ai nữa đâu. Một trời một đó. Giờ một trời một đó. Bây giờ bạn gái hát tặng thằng trai, có cho nó tự tin lên coi nào. 24-25 năm qua thì em luôn chờ đợi cái người một nửa của em. Thì em xin hát tặng anh một cái điệp khúc của bài Hy vọng. Dù phải đến đâu ngàn năm cũng đành, dù là giấc mơ ngàn kiếp không thành, chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng, vẫn hy vọng. Thì em hy vọng là nếu như một nửa của em có tồn tại ở đâu đó trên trái đất này, thì em hy vọng một ngày nào đó em sẽ tìm được người đó. Trời ơi, nó hay quá trời hay luôn. Nhưng mà... rồi. Nhưng mà về đây, ơi, về đây ngồi. Bây giờ con nói đi, con đã tìm được chưa? Hay sao con lại nói là một ngày nào đó là sao? Mẹ con hy vọng là ngày hôm nay con sẽ tìm được. Bỏ nói với anh. Nhát quá trời đất đây nè. Về đưa thơ đây cho tôi thử nắm tay coi nè. Trời ơi, tay nó lạnh như đá luôn ngồi ơi. Nè, coi chừng nước cống luôn đó. Nắm tay lần đầu tiên con gái đúng không? Nhìn thẳng vô mắt bạn ấy coi. Rồi em nói hy vọng đi. Sao nè, con nói đi. Nói đi. Em hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được người đó và em sẽ không cần hy vọng nữa. Tại vì đã có người đó ở đây rồi. Vui không? Vui không con? Dạ. Con nghe gì con vui không? Muốn xỉu luôn rồi. Muốn xỉu luôn. Nhìn bạn gái con nói đi. Hiện nay
tim con thế nào, con cảm giác gì người cảm đối diện. Cảm xúc của con sao nè, cảm xúc của con như thế nào? Lúc mà con nghe bạn nữ nói là em không thích trang điểm hay là không biết điều ngoài là cái đó là lúc đó là con đổ luôn rồi. Đã đổ từ lúc đó rồi. Tại vì con cũng không thích người phụ nữ trang điểm lắm, con thích người tự nhiên. Dạ, con nghe là con khỏi nghe nữa như đó rồi. Là như đó là được rồi đúng không? Dạ, là đổ luôn rồi. Dạ. Con hỏi đi, khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Khoảng bao lâu thì em cho anh bước tới? Dạ, đối với em thì ít nhất là phải 1 năm. Rồi. Công việc của anh thì có rảnh thường không? Thật sự nói là anh bận là 24/7 luôn, không có nghỉ ngày chủ nhật luôn. Mà tối thì chỉ cần em gọi lên tới liền. Trời ơi. Trời buổi sáng. Coi như là con gọi cái là phi xe đi luôn đó. Không, mà nếu có em thì anh có thể sắp xếp được. Bây giờ con thấy tim con sao nè? Chắc ngừng đập thôi. Ngừng đập hả? Con cảm giác người này có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chắc vậy vậy rồi. Chắc vậy hả? 100% luôn. 100% luôn hả? 100% luôn. Rồi, vậy được rồi. Con nói với bạn gái một câu gì thôi. Hứa cho bạn gái một câu gì thôi. Để bạn gái có thể bấm nút thôi. Là để xong trở về bấm nút nha con. Ủa, ngắn hay dài? Muốn nói gì sao nói? Con muốn ngắn nói tới dài sáng luôn, con hết chờ tới sáng luôn, quan trọng con muốn nói cái gì con nói. Anh muốn nói em là anh không nhắm hứa là anh có thể là cho em cuộc sống giàu sang, cái đó là tương lai thì không ai biết trước được, nhưng mà cũng đều là anh nhắm chắc chắn anh hứa rằng á là anh sẽ luôn quan tâm em, và khi em khó khăn nhất là luôn lúc nào luôn luôn phải có mặt anh. Và tình yêu của anh thì nó rất là bảo thủ. Ở đây là anh chỉ hy vọng là anh yêu chỉ một người trong đời thôi, nên sẽ không bao giờ có chuyện của người thứ ba. Trời ơi, đó. Để tay mình lúc bấm. Đây. Bấm luôn rồi. Bấm luôn đi, rồi xong. Bấm luôn hết rồi. Thôi, khỏi đếm luôn. Đừng nói gì nữa. Bắt đầu chúng ta chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay đi con. Hôm nay là có cả hai gia đình luôn đó. Rồi thôi bây giờ con xin phép ba má hôn bạn một cái ở má đi. Cái hôn đầu đời của tụi con luôn á. Dạ con xin phép cô chú cho con được hôn em ấy. Chú gật đầu. Người đàn đó. Ông nghiêm chỉnh, người đàn ông đó hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trời ơi, làm giống cụm đầu rồi đó. Bây giờ thì bạn trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái nghe luôn nha. Em. Dạ em là Nguyễn Hoài Phong. Em sinh năm 1982. Hiện tại em ở phường Thế An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và quê của em là ở Tiền Giang. Thế An làm gì? Dạ em làm nghề tự do, em làm bên tư vấn thiết kế thi công quảng cáo. Rồi Thế An. Rồi mời em giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh cũng như là anh trai bên kia. Em tên là Ngọ Mai Ly, năm nay em 30 tuổi, công việc hiện tại của em là nhân viên kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm quận mấy? Dạ em làm ở Tân Phú. Tân Phú, dạ. Em sống ở đâu? Dạ em sống với nhà chị gái ở Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Khu công nghiệp Vĩnh Lộc? Bình Chánh, dạ. Bình Chánh. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì Ly? Dạ ưu điểm của em là hiền lành, dễ gần, làm việc có trách nhiệm và sống tình cảm. Dạ nhược điểm của em là em bị ít nói với lại hơi chậm chạp. Trong công việc thì không phải là chậm chạp mà tại cẩn thận. Do kế toán là phải là cẩn thận, nhưng mà có một số việc hơi bị chậm, như là ví dụ sửa soạn đi chơi hay gì đó thì hơi lâu một chút, cỡ hơn tiếng. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em như thế nào? Ưu điểm là cái điểm mạnh đúng không? Đúng rồi. Em nếu mà nói là cái điểm mạnh thì trong cái công việc thì em cũng giống như ví dụ giờ trong cái công việc trong nhà thì nấu cơm, rửa chén hay bất cứ gì đó em làm rất là nhanh. Đó là cái điểm mạnh của em. Còn điểm yếu hả? Điểm yếu thì thường ví dụ như giờ mà đưa em cọc tiền giấy tùm lum 200, 300, 500 gì đó là em rối lắm. Rồi như vậy thì tình yêu của em như thế nào? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em là ly hôn. Ly hôn lâu chưa? Em ly hôn năm 2019. Năm 2019 là 2 năm rồi. Dạ. Em với bà xã chung sống mấy năm? Dạ em với bà xã thì có 2 đứa con. Đứa con lớn thì cũng... năm nay học lớp 7 rồi, còn đứa nhỏ thì học lớp 1. Trời, con còn nhỏ quá hả?
còn nhỏ. Rồi hai cháu nó sống với ai cưng? Dạ sống với bên mẹ đó, bên ngoại đó thì. Ồ, cả hai đứa luôn hả em? Dạ cả hai đứa. Mời nhà gái, đường tình duyên là sao em? Mấy tình rồi cưng? Dạ em trải qua hai mối tình sâu sắc. Mối tình đầu tiên là hồi thời sinh viên, bên bạn đó được 2 năm. Sau đó là người chồng của em. Còn mối tình thứ hai. À là em cũng có gia đình rồi hả? Dạ dạ đúng rồi. Bạn em chung sống được hơn 2 năm thì chia tay, bởi vì bạn đó thì rất là ham chơi, bài bạc rồi gái cũ cũng có. Em khuyên rất là nhiều nhưng mà bạn đó không có chịu sửa đổi. Em có con chưa Ly? Dạ em có một bé gái 7 tuổi. 7 tuổi hả? Dạ. Ở với ai? Dạ em hiện thì em đang gửi bé ở dưới ngoại ở Đồng Nai để cho nó đi học. Năm nay nó lên lớp 2 rồi. Thôi, đó là cái câu chuyện cũ ha, mình không nên nói sâu vào bởi vì không có người thứ ba đây. Mình nói gì cho hiểu nhau thôi. Dạ. Bây giờ thì Phong muốn tìm một người đi tiếp cho mình những quãng đường còn lại. Cái cuộc sống thì không thể nào tìm một người hoàn mỹ hay là giống như cái tánh, cái ý muốn của mình được. Gần thôi thì còn những cái điểm thiếu sót nào mình hai người sẽ rồi gần là như thế nào đó, sẽ làm cái gì đó cho nó hoàn hảo hơn thì nó mới tạo ra được cái hạnh phúc. Em muốn cái người yêu của em á hiền hay là cá tính? Em nghĩ là nếu mà cá tính quá thì cũng không tốt, mà hiền quá thì cũng không tốt, vừa vừa thôi. Để anh qua nhà gái anh coi nhà gái làm sao nha. Gái em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như mình như thế nào? Dạ em mong anh ấy là một người biết lo làm ăn, sống có trách nhiệm với gia đình, không có nóng tính gia trưởng. Đó, nãy giờ anh nói rồi. Em thấy khoảng được bao nhiêu phần trăm? Dạ em thấy khoảng 70%. 70%. Em không thích điều gì đàn ông nhất? Dạ là bài bạc lăng nhăng. Bài bạc lăng nhăng. Bây giờ thì coi hai người mở rào gặp nhau đi. Dạ. Rồi trao đổi như thế nào ha. Rồi mở rào. Anh có món quà nhỏ tặng. Dạ, cái này thì không có vật chất gì nhiều nhưng mà nó là cái vật chất về tinh thần. Dạ. Một cuốn sách. Dạ, em cũng có món quà. Đây là quả cầu tuyết á. Ở trong đó có hiện tượng một đôi nam nữ. Thì em mong là sau cái chương trình này thì anh sẽ kiếm được một người bạn đời luôn bên cạnh anh, chia sẻ những cái niềm vui nỗi buồn như cuộc sống. Rồi, rất là cảm ơn em. Chắc tối nay ốm này ngủ. Mai Ly hiện giờ ở thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Dạ em đang sống ở gần khu dân cư Vĩnh Lộc. À Vĩnh Lộc, sống với ai? Dạ em sống với chị gái. Dạ. Anh Ly làm 12. Bên kế toán rồi. Dạ đúng rồi. Ủa, em cũng muốn hỏi gì anh hỏi gì? Dạ. Ý là anh cũng có nói là anh cũng có nóng tính á. Thì ví dụ như hai vợ chồng mà cãi vã nhau quá thường thường thì anh xử lý như thế nào? Thật sự mà nói thì anh không bao giờ cãi vã. Tại vì thật sự nếu mà nói đây là chương trình mình cũng không nói hơi lại. Mình không bao giờ cãi. Mình có lỗi thì mình biết mình có lỗi đó. Nhưng mà có cái là giống như mình sống, xưa giờ mình sống gia đình bên vợ, cho nên cái gì mình cũng chịu thiệt hết. Chứ còn nói đúng ra mình là không bao giờ mình cãi. Còn nếu mà có cãi về những cái vấn đề nào đó, mình sẽ coi lại nó như cái gì, cái vấn đề gì mà cãi. Nó phải có cái trắng đen. Cùng lắm, ví dụ như em giận anh đi, em cãi hay là ví dụ cái gì đó thì anh cũng bỏ. Hoặc là đi đâu đó một chút thì về thôi. Công việc hiện tại của anh á, cụ thể là làm gì anh? Nói chung là giống như hiện giờ là giống như là đang ở không. Tại vì hồi năm 2019 thì anh cũng có mở ra cái cơ sở quảng cáo. Rồi cái chưa có được gì hết, cái dịch tới rồi, cái dẹp.
dẹp được cái hồi năm rồi là cũng mở ra nữa ở quận 12, nhưng mà cuối cùng cái dịch nữa rồi dẹp luôn, rồi giờ là không dám mở nữa, rồi qua dịch đi rồi tính chứ. Nhưng mà cũng vẫn còn nhận khách làm, có nghĩa là những khách quen mười mấy năm, tại vì làm nghề này cũng được 10-15 năm rồi. Anh thiết kế quảng cáo mà tất tần tật hết, vừa thiết kế vừa thi công, rồi nói chung là hết luôn. Là một người thợ mà tư vấn. Nói chung là chủ đó đó. Em về quảng cáo đó đúng không? Thì em đã trước hết thì em cũng đã làm cái giám đốc ở công ty của em. Để cho em đi rồi là em giao lại hết. Em đi hai bàn tay không. Em không lấy gì hết. Bây giờ em muốn là tự lập. Em làm lại từ đầu. Vậy thì anh có định hướng gì trong tương lai? Định hướng thì bây giờ cái nghề anh nên vẫn làm thôi. Thì nghề vẫn làm nhưng mà cũng mới đây thôi. Nó mới quá. Rồi dịch nữa cho nên mình gói lắm mà không tính được gì hết. Vậy anh có muốn lập nghiệp ở thành phố luôn không? Hay là có dự định là mình sẽ về quê? Về quê thì anh không làm được gì hết. Bởi vì anh sống ở thành phố hình như là năm 2002 tới giờ thì gần 20 năm rồi. Thế cái nghề của Phong ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó mới phát triển mạnh, yeah. Làm được nhiều. Đúng rồi. Thì chắc là ở thành phố chứ không có về quê. Tại dưới quê chậm lắm. Mình làm một giống như những cái bảng đèn LED, màn hình LED như thế này mà ở dưới quê mà nói vài triệu thì người ta không dám làm. Vậy nếu mà anh xác định tiến tới hôn nhân á, thì anh có chấp nhận là sống chung với con của em không? Anh cảm nhận như thế nào? Thật sự là mình lên cái chương trình này thì mình đã biết cái điều đó rồi. Thì không phải là chấp nhận và không chấp nhận. Nó bắt buộc phải là chịu vậy thôi. Chứ sao mà không chấp nhận được. Nhưng mà ý là tư tưởng của anh nó thoải mái không? Như là vì bắt buộc hay gì là anh phải chấp nhận gì đó? Như thế này nè, tại vì em thì cũng, nói chung mình cũng mới có nói chuyện qua lại, chưa hiểu đâu. Anh thì sao cũng được hết, có nghĩa là anh rất là dễ. Thì con của em cũng như là con của anh. Hoặc là thí dụ như anh nuôi một bé trai 7 tuổi đi, như con em đi, thì bắt buộc em thương anh thì em phải thương con anh thôi, yeah. Cũng như vậy thôi. Điều đó là điều bắt buộc. Đương nhiên đi. Em xài cái chữ đương nhiên á. Dạ, là em không nó có biết nói chuyện chị hơn. Dở ẹt à. Tại vì bắt buộc nó có một cái chữ là giống như mình không cam tâm á. Còn lại dạ. Đương nhiên, chuyện đương nhiên là như vậy rồi. Thương em là phải thương con em. Biết sao em run không? Nãy giờ ngồi trong phòng lạnh á, giờ em run. Em kỵ lạnh. Ra đây giờ mới lạnh đâu á chị ấy, vô nó lạnh quá trời. Bây giờ tương lai á là mình có thể tính toán thế nào nếu như hai người đến sâu hơn nữa. Mình ở đâu, mình làm gì, thử tính xem sao. Rồi có thể đẻ thêm đứa con nữa hay không? Theo em thì em có muốn sống ở Sài Gòn luôn hay là em muốn về quê? Dạ thì ở đâu công việc của người đó tốt cho tương lai của gia đình thì mình theo người đó thôi. Chứ không bắt buộc là phải đi đâu hay là như thế nào, về quê hay như thế nào. Tùy cái nơi mà mình cảm thấy tốt cho công việc của mình đó. Em làm kế toán cho bên lĩnh vực nào? Dạ em làm công ty sản xuất vớ. Thì nói chung là sống thì anh cảm thấy sống ở đâu cũng được hết. Nhưng mà cũng là ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh thôi. Tại vì cái vùng kinh tế bắt buộc mình phải ở đây để mình làm. Còn những cái chuyện giống như là tương lai nữa thì chắc có thể là sẽ tìm hiểu. Chứ giờ bây nói giờ em, bây giờ em nói cái cảm nhận của em khi mà hàng rào mở ra đi, hai đứa cảm nhận có gặp nhau là có thấy à giờ cảm nhận hả? À, cảm nhận tại em rung quá. Nói chung là nói chuyện thì mình không thấy mặt thì nhẫn nhiên mình không có biết, thì sau khi mình thấy mặt thì cũng rất là ok, rất là được. Em gái hiền đó, hiền, giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng. Hồi nãy anh nghe em nói rất là hiền luôn á. Em làm cái gì cũng chậm. Dạ. Vậy em biết nấu cơm hay là này dạ, kia? Dạ, mấy cái đó em biết làm hết. Biết làm hết nhưng mà chậm. Dạ. Giặt đồ chậm.
Không, tùy từng cái thôi, nấu cơm này bình thường. Chỉ có điều là sửa soạn, tắm, giặt tay. Tại vì đồ của em là em không có thói quen là để 5-3 ngày em giặt một lần á. Nên ngày nào em phải giặt ngày đó. Anh thì giặt đồ rất là nhanh, nấu cơm là cũng rất là nhanh. Tại vì vừa nấu cơm thì chỉ có ghim điện vô rồi lo rửa chén và làm đồ ăn thôi. Nhưng mà nấu ăn thì là dở lắm. Chỉ có được cái làm nhanh. Với lại thường thì công việc nhà thì đôi khi mình tự, nói chung cái đầu óc thiết kế mà, có thể là công việc nhà mình tự làm này kia để cho nó gọn gàng, nó dễ dọn dẹp. Cũng... mình hẹn hò thế nào nè, vô chuyện hẹn hò đi. Hả? Hai bạn này là chậm lắm nè. Hai đúng người rồi. Mà mất một tiếng đồng hồ đi chơi á, là nói chuyện không là hết. Căn nhà chưa có vô đề á. Dạ chắc mới. Trời, mình hẹn hò sao? Thường mấy lần? Thường thì em nghỉ được ngày nào trong tuần? Tuần thì em nghỉ chủ nhật. Dạ. Còn là em làm suốt tuần. Nếu mà bình thường em nghỉ thì em có đi đâu chơi không hay là em ở nhà? Dạ em ít đi chơi lắm, em ở nhà không à. Đó cũng là lý do em. Em có biết uống được bia rượu gì không? Dạ không, em không biết. Là hồi xưa giờ không có tiệc tùng bia rượu gì hết. Dạ, đúng rồi, em không biết uống. Nói chung cái thời gian thì thời gian của anh đó là nếu mà anh không đi làm, có khi anh, có thể là nếu mà anh làm công trình có thể tới sáng không chừng, rồi tới khuya. Nhưng mà thường là ít nhận được công trình thì mới làm vậy, còn không thì thôi. Cho nên thời gian rất là rảnh, nhiều khi buổi sáng làm chút gì đó rồi nghỉ tới chiều. Cho nên thời gian của anh hơi bị nhiều, rảnh nhiều lắm. Muốn làm muốn nghỉ nghỉ rồi, không sao hết. Đúng rồi, còn quảng cáo mà. Phải có feeling mà. Anh cho em hỏi một cái nữa là ví dụ như mình xác định quen nhau á, thì khoảng bao lâu là mình tiến tới hôn nhân? Cái này thì bây giờ mình cũng không có trả lời được là lý do. Tại vì hiện giờ anh đang rất là khổ và khó khăn, cho nên cái câu hỏi này thì cũng rất là khó trả lời được. Nếu mà được thì anh nghĩ là khoảng thời gian là 1 năm. Vậy nếu như anh thích vợ của anh là ví dụ có thêm đứa con nữa thì ở nhà chăm con hay là như thế nào? À, có nghĩa là tại vì có nghĩa là vợ có một đứa con rồi muốn là vợ ở nhà chăm con hay như thế nào? Tại vì trong một khoảng thời gian mà sinh con á thì người phụ nữ nhiều khi không có ông bà chăm thì mình phải ở nhà một vài năm. Thì đúng rồi. Tại vì khi mà sinh con ra thì đâu có đi làm được. Dạ. Thì anh lúc đó thì anh có nghĩ là mình sẽ đảm bảo được cuộc sống thì đó. Không, cái này là do là giống như là khi mà hai người đã đến với nhau, cưới nhau rồi đó, thì chắc chắn nó sẽ có một cái công ăn việc làm nó ổn định rồi thì đâu có cần lo cái đó. Nhưng mà sinh một đứa con thì chắc chắn phải bỏ ra 3 năm rồi. Chị có ý kiến chút xíu nha. Hai đứa chưa hiểu cái hỏi nhau đó. Dạ. Có nghĩa là bạn này á, bạn muốn hỏi em là ví dụ như chỉ có hai vợ chồng thôi, không có ba mẹ, thì khi mà sanh một đứa con ra đó, dạ, nó rất là nhiều thứ để phải làm, thì em có sẵn sàng em hỗ trợ, em giúp cho vợ hay không? Hay là em kiểu như là tức là phải tự chăm cho con mình đó. Đó, thì cái điều đó em có làm khéo hay không? Chăm em có con biết hả? Làm hay không? Sanh cái đứa con của mình á, đứa con mới sanh á. À vậy rồi là kinh tế chung nữa. Ý em hỏi anh là biết chăm con không chứ gì phải không? Anh pha sữa hơi bị nhanh hơn gấp mấy lần. Dạ. Đó, rồi còn bạn á thì bạn muốn nói là vấn đề cưới hỏi á, thì chị nói nghe cái mùa dịch này á, ai cũng chưa xác định được công việc của mình. Thực sự bây giờ tất cả mọi thứ đều phải ngưng trệ lại hết. Còn bản thân em á, khi mà em đã có tài rồi, em đã có nghề của em 15 năm chứ bộ ít sao, thì em ở đâu em sống cũng được hết trơn. Chỉ cần gọi là có cái chí một cái rồi mở một cửa hàng mình thuê rồi, vốn đâu có nhiều đâu, thấy không, làm như thế là mình thành công thôi, chứ không có vấn đề gì hết của chồng công vợ. Đại khái là hai đứa nếu mà xác định rồi á là phải hỗ trợ cho nhau,
Chứ còn bây giờ không có phải là đòi hỏi anh phải thế này thì mới cưới anh, hoặc là em phải tự cho em một cái, một là em phải có bao nhiêu tiền, em phải có thế này nọ thì mới cưới, thì biết đến bao giờ. Dạ. Hai vợ chồng phải vun vén để như thế này. Bây giờ mình cũng nói chuyện để rút ngắn cái thời gian, sợ mất thời gian của chương trình, thì nói về cái phần chăm con thì nó quá ok đó với anh rồi, không gì hết. Tại đó là cái kinh nghiệm của anh rồi. Nhiều khi ngày xưa mà nói thiệt, anh là chăm con anh hơi bị nhiều. Ngoài cái giờ đi làm ra, về tối về nhà là anh chăm. Cho nên cái tay nghề pha sữa hay là trời, nhiều khi nằm kế cái bình thủy nước nóng nó qué lên là phải chăm. Nói chung là anh rất là lẹ, tay chân anh làm rất là lẹ. Thì em yên tâm cái khoảng đó. Ví dụ giờ là một năm nữa tụi mình đến với nhau, rồi bạn gái có con, rồi em có đủ sức để lo cho bạn gái, rồi lo cho bà xã, rồi lo cho con nữa không? Mà định hình tương lai gì đó để cho bạn gái yên tâm thôi, ví dụ vậy. Nếu mà nói về cái nghề của em á, không có dịch thì nó rất là ok. Đúng. Chị nghĩ mà em đụng hai cái trận dịch, cái em dẹp hai lần em đuối. Không phải nghề của em mà nghề nào cũng đuối. Nghề nào cũng đuối. Thì bởi vậy em mới nói là bây giờ mình không thể nào nói trước được. Không, nhưng mà em phải tự tin chứ. Đúng rồi. Tại vì em đã có nghề rồi, cho nên em phải tự tin là khi mà mọi thứ nó trở lại bình thường, cuộc sống trở lại bình thường á, thì em dư sức nuôi vợ nuôi con. Dư sức. Đó, em phải nói điều đó ra. Còn nếu mà nói về vấn đề dù cho qua dịch mà kinh tế có khó khăn thì chăng nữa, thì dù sao anh cũng còn gia đình, anh vẫn còn cha mẹ. Cha mẹ anh rất thương anh. Và cha mẹ anh rất là dễ. Không có, nói chung là mẹ là rất là dễ, và cha cũng vậy. Không sao hết. Không lo về cái phần, nói chung là nếu mà mình sống quen về cái, từ ngày xưa mình đã khổ rồi thì bây giờ em không có phải là sợ khổ nữa. Bởi vì anh tìm một người để cùng anh để lập nghiệp, để mà cùng đi lên khởi nghiệp đó. Khởi nghiệp đó, khởi nghiệp đó. Bắt đầu ta cần cái tinh thần nè, phải đồng viên chia sẻ với nhau, hỗ trợ với nhau, ủng hộ với nhau, cho nên vượt qua mùa dịch này là phất lên. À, ông Linh năm bao nhiêu tuổi ông có cái xe máy đầu tiên? Trời ơi, 20. Em có ghen không? 29 tuổi đó. Không ghen. Ghen thì ai cũng có ghen chứ, nhưng mà ghen đúng, ghen thôi, đúng, đúng, đúng rồi. Ví dụ như mai mốt mà về mà anh Linh hay chị Vân gì đó có mời anh đi quay một cái chương trình nào đó, thì quay với cô gái nào đó, thì em có ghen một ngày nào đó hả? Là quay phim đó chứ không phải quay chương trình này đâu. Quay phim, ví dụ đó cưng, ví dụ mà anh phải đi quay phim với một cô gái, anh phải nắm tay cô gái đó, anh phải ngồi uống cà phê, anh khoác vai cô gái đó, thì em có ghen không? Không, cái này là anh hỏi thiệt. Hoàn toàn là tính chất công việc nha. Công việc của anh thì sau này anh cũng sẽ phải cũng có tham gia phim, thì cho nên cũng dành một cái thời gian. Là thì tính chất công việc thì phải chấp nhận thôi, còn ngoài đời anh làm em tin tưởng thì không có gì hết. Bây giờ thì trao đổi qua đó, các bạn tùy thôi. Nếu trái tim mình rung động, cảm giác có thể nói chuyện với người này, có thể tìm hiểu để ta tiến xa hơn, thì chúng ta bấm nút. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Một, hai, ba. Nó thời gian. Rồi. Có bấm không? Không bấm. Dạ, em có bấm mà. Không có bấm, nhưng mà Miley không bấm. Lý do sao, Ly? Dạ, em cảm anh kiểu cảm giác không được tự tin về bản thân mình, cho nên em chưa được yên tâm. Đúng vậy. Anh có góp ý Phong thế này nè. Thật ra Phong cũng muốn làm diễn viên, Phong làm nghề quảng cáo. Đôi khi là mình phải nhanh nhạy chút xíu nữa. Nãy anh rất thích Phong nói là làm cái gì phải nhanh hơn. Nếu mà khách hàng đặt hàng là phải làm liền để kiếm khách hàng mới. Và trong giao tiếp, trong nói chuyện với đối tác này kia đó, thì anh cần Phong phải nhanh hơn nữa. Bởi Phong cũng muốn làm diễn viên mà. Diễn viên ta cần tiết tấu, cần nhanh nhạy, cần xử lý này kia. Để chi? Đối tác cũng thấy yên lòng với mình, cũng cảm giác đây là một người rất là nhanh trong nói chuyện cũng vậy. Theo anh nãy giờ đó, bạn gái cũng cảm giác là chưa yên tâm, có cái gì đó em chưa có quyết liệt lắm.
mà nói chung cả là em đời cũng con gái quá. Ta mà cũng không quyết liệt lắm, ta cũng lo vậy thôi. Thành ra theo anh đó thì cái câu cuối của Phong nói với lại Mai Ly đó, anh thấy rất là ok, là anh chỉ muốn gọi là cần có em để cái gì đó. Cái câu cuối rất là hay, nhưng mà bằng thiếu quyết liệt. Nói chung là em dở mấy cái vụ này lắm anh, em không có biết nói đó. Chuyện anh bình thường. Một cô gái rất là hiền nha. Anh rất có cảm tình với em rất là hiền lành, thật thà, chất phát, thật đến thật nhất có thể luôn đó. Phong cũng vậy. Mỗi người hình như có thiếu sót một cái gì trong cuộc sống này đó, nó hằng lên làm chúng ta trì trệ, làm chúng ta cảm giác rằng ôi sao cuộc sống này nó buồn tẻ nó mức như thế. Anh nghĩ rằng là tụi em phải mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta cần phải năng động hơn nữa và quyết liệt hơn nữa. Càng khó khăn càng quyết liệt, Phong à. Như thế chúng ta mới trở thành một người đàn ông bản lĩnh, để chúng ta có thể trụ cột, chúng ta có thể làm yên lòng mỗi người mà có thể bên cạnh chúng ta suốt đời. Theo anh là như vậy. Dạ, ở ngoài em nói dữ lắm thì vô đây em nói đó. Thôi bây giờ nó lỡ thế này rồi, rút kinh nghiệm thôi. Chúng ta có thể làm bạn với nhau, dạ, để tìm hiểu nhau, và biết đâu chúng ta cũng có thể bấm nút ở ngoài đời. Dạ. Đơn giản như vậy. Không, nha. Vậy mình vẫn là bạn. Dạ. Dạ.